ngẫm về lời khai trong vụ chuyến bay giải cứu. Quý vị thân mến, có lẽ vụ án chuyến bay giải cứu là một trong những phiên tòa khiến cho dư luận phẫn nộ cùng cực, không chỉ vì sự ngã giá trắng trợn, vô cảm, quyết liệt ăn trên xương máu đồng bào trong lúc túng quẫn nhất, mà bởi vì cả thái độ, lời khai trước tòa của những người vốn là công bộc của dân. Muôn hình vạn trạng lời khai khiến dư luận thực sự phải cạn lời, như cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng 37 lần nhận tiền với tổng số tiền 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp, tuy nhiên chỉ nghĩ là quà cảm ơn, chứ không nhận thức được đây là nhận hối lộ, nhận tiền là vì nể nang. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, bị cáo nhận thức đây là tiền của doanh nghiệp, không phải ngân sách nhà nước nên nhận. Trước tòa, bị cáo khai từng có ý định trả lại tiền cho doanh nghiệp, nhưng không thể vì quá thời hạn. Sau khi giữ lại tiền nhận hối lộ, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã sử dụng vào việc có ý nghĩa. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng nói, không nhớ được hối lộ bao nhiêu tiền, chấp nhận con số 800 triệu đồng và 54.000 USD theo cáo buộc. Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên nhận hối lộ 253 lần, tổng hơn 42 tỷ đồng từ 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và 62 đoàn khách lẻ. Sau khi nhận tiền, bị cáo đưa một ít cho người thân ở Thái Bình vay. Còn lại, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đem đầu tư bất động sản ở Ba Vì, Mũi Né, Hoài Đức, không đưa cho một ai khác. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, trong 41 phút trả lời xét hỏi, đã hơn 10 lần nói rất thương Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh Blue Sky, nên thiết kế cho gặp Hoàng Văn Hưng, trưởng phòng điều tra của Cục An ninh Điều tra Bộ Công an. Đại ý là do thương người mà phạm tội môi giới hối lộ, với số tiền môi giới là 2,65 triệu USD, tương đương gần 62 tỷ đồng. Hay nhất, phải kể đến lời tranh cãi của cựu trưởng phòng Hoàng Văn Hưng với Viện Kiểm sát tại phiên tòa. Nó khác hẳn lời khai, có quà thì nhận, không nghĩ đấy là nhận hối lộ, vì nể nang mà giúp, mà mang đúng tư duy của một người vốn thuộc về phòng điều tra cấp bộ. Rồi từ lời khai ấy, tạo cơ hội cho một số đối tượng dân chủ, KOLs, lên đồng, ca tụng, khí thế oai phong, lẫm liệt của một người nắm rõ luật nhưng phạm luật. Việc các bị cáo khai thế nào là do nhận thức pháp luật của từng người và việc lượng hình của tòa không chỉ căn cứ vào lời khai của họ. Nhưng qua đây cũng thấy được một điều, các cựu quan chức khi đứng trước tòa thường ngụy biện, lấp liếm cho hành vi phạm tội của mình một cách rất hài hước. Bản thân họ là những người nắm rõ các quy định của pháp luật hơn ai hết, nên việc lấp liếm ngụy biện như thế chỉ khiến dư luận cảm thấy thêm bức xúc. Những cán bộ thi hành công vụ sẵn sàng trục lợi, kiếm ăn ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng nhất với những người đang gặp khó khăn hoạn nạn cần cứu giúp nhất. Đó không khác gì là tội ác, là điều không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Và với những lời khai kiểu như trên, liệu pháp luật có thể khoan hồng giảm nhẹ cho họ? Vụ án lần này chắc chắn không chỉ xử mạnh mà còn phải xử lý nghiêm, bởi vụ án giải cứu xảy ra giữa lúc củi lửa nóng rực, hàng loạt tướng lĩnh và cán bộ cấp cao bị đốt. 10 năm qua, các vụ án tham ô, tham nhũng, hối lộ bị phát hiện, xử lý đã gấp nhiều lần tổng số vụ cùng tội danh suốt gần 40 năm trước đó, kể từ ngày thống nhất đất nước. Ấy thế nhưng họ không hề sợ, họ còn cấu kết, moi móc đến tận cùng xương tủy của nhân dân. Những giọt nước mắt van lơn cùng những câu nói ngây ngô hay cả sự tinh danh, tính toán của những cái đầu đầy sạn trước tòa hoàn toàn vô nghĩa so với tội trạng họ đã gây ra. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một vài cá nhân có danh mãnh luồn lách như trạch cũng không thể nào thoát được đôi mắt tinh anh của cả hệ thống chính trị và của nhân dân. Lừa đảo trên không gian mạng bủa vây người dân, cảnh giác thôi chưa đủ. Thưa quý vị, lừa đảo với hàng chục hình thức chiêu trò cũ mới trên mạng đã và đang bủa vây người dân với số vụ nạn nhân năm sau cao hơn năm trước. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng nhằm đến nhiều nhóm người dùng khác nhau. Cụ thể, không gian mạng Việt Nam đang tồn tại 3 nhóm lừa đảo chính gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài sản và các hình thức kết hợp. Đáng nói, lừa đảo trên không gian mạng không phải là chuyện mới. Tuy nhiên, nạn nhân của kẻ lừa đảo lại luôn luôn mới, ngày càng nhiều hơn bởi bọn lừa đảo với nhiều kịch bản khác nhau, ngày càng tinh vi. Theo ghi nhận của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này đang được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng,
bởi các cuộc tấn công mạng có xu hướng tập trung chủ yếu vào con người thay vì máy móc, thiết bị. Nhận thức này đúng nhưng chưa đủ, bởi nhận thức của người dân phải thú thật là không thể nào theo kịp với tốc độ tinh vi của bọn lừa đảo cũng như tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ. Người dân sau nhiều lần mắt thấy tai nghe, may ra chỉ nhận thức và cảnh giác được với những chiêu trò lừa đảo có tính phổ biến. Còn tinh vi kiểu sử dụng công nghệ deepfake, giả lập sâu trong AI để làm giả video call, dịch vụ thoại có kèm hình ảnh, thường giả dạng người thân như thật từ hình ảnh đến giọng nói đang rộ lên. Hoặc những mối đe dọa đến từ các thiết bị IoT, thiết bị có khả năng kết nối Internet, có thể thu thập và trao đổi dữ liệu cho nhau thì đã vượt quá về nhận thức, hiểu biết của số đông người dân đang sử dụng công nghệ theo kiểu thụ động một chiều như hiện nay. Vậy nên, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng như Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bộ ngành liên quan đã làm, đang làm là không những cần thiết mà còn cần được duy trì thường xuyên, lâu dài. Tuy nhiên, người dân song song với sự nhận thức, nâng cao hiểu biết, tỉnh táo, cảnh giác thì cần có sự đảm bảo chắc chắn về một không gian mạng an toàn bằng các giải pháp kỹ thuật đến từ các cơ quan chức năng. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cần thêm ưu đãi cho giáo viên vùng cao. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết giáo viên vùng cao đang nhận chính sách đặc thù, song vẫn cần thêm ưu đãi để động viên thầy cô. Tại Diễn đàn Người lao động năm 2023 tổ chức tại Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói, toàn ngành có hơn 1,6 triệu giáo viên nhân dân. Nhà nước đã có nhiều chính sách đặc thù với giáo viên miền núi, cắm bản, hải đảo, nhưng so với những hy sinh của thầy cô vẫn chưa tương xứng. Do đó, ông đề xuất thêm nhiều chính sách ưu đãi để động viên người lao động. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu chính phủ đẩy mạnh kiên cố hóa trường học, ưu tiên xây thêm nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn. Bộ cũng cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu sớm nâng phụ cấp và kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non. Cả nước còn 16.000 nhóm trẻ độc lập và những người làm việc tại đây chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Chúng tôi đề nghị công đoàn, địa phương lưu tâm để sớm đưa nhóm này vào diện đóng hưởng chế độ. Chung ý kiến với Bộ trưởng Kim Sơn, thầy giáo Trần Mạnh Hùng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa Quảng Bình đề nghị có chính sách tiền lương phù hợp cho giáo viên cắm bản, giáo viên mầm non và coi đây là ngành nghề nặng nhọc. Tôi phải đi dạy cách nhà 70 km. Thực tế, đời sống của những giáo viên vùng cao chúng tôi còn nhiều khó khăn, anh Hùng nói. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngày 8 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên đầu để đánh giá thực trạng đời sống lao động, tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó, Hội đồng sẽ tính toán, xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Theo ông Dung, 3 năm COVID-19, lương cơ sở không tăng nhưng lương tối thiểu vùng vẫn được điều chỉnh. Lần gần nhất là ngày 1 tháng 7 năm 2022, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng điều chỉnh thêm 7,4%. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.